Rồi, chào tất cả anh em nha. Thì cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với anh em một cái vấn đề, nói chung được tưởng chừng như là đơn giản lắm, nhưng mà nó hành cũng nó cất biết bao nhiêu là anh em thợ, trong đó có mình. Thì cái những trường hợp này thường gặp trên những cái dòng xe khi anh em làm là AB 125 nè, 150, Vario, Ly, SH Việt Nam. Thì gặp trường hợp này thì một số anh em thợ có trước cũng đã gọi cho mình hỏi là tại sao gáp vô chỉnh cò đúng thông số bằng thước lá rồi nhưng mà nổ nó kêu nó xè quá, mà chỉnh vô một chút xíu thì nó nặng đề khó nổ. Thì khi mà mình hỏi kỹ ra thì tất cả những anh em có đều chung một cái vấn đề là rớt xuống anh em làm đầu lòng hay là máy, nhưng mà anh em đem cái cam này nè, tại vì khi mình rớt xuống anh em nói rằng là trước đó nó không có kêu, nó im gu à, nhưng mà tại mở xuống thấy bài đạn cam này nó có độ gơ nhiều quá nên là mình muốn thay cho nó ngon. Thì thay thì phải mang cái thợ tiện, thì tại vì cái này nó cạo ra bằng phải cạo nhông dây thì ra bằng cái có cái thủy lực á, cạo nó ra nó dễ nhẹ hơn. Thì khi mà thay bà đạn vô xong á thì về bắt đầu là vấn đề nó phát sinh từ đây, anh em nó chỉnh hoài chỉnh không có được, nó hành lên hành xuống giúp bao nhiêu lần đó. Thì mua cây cam mới thả vô cái nó hết, mà cái trường hợp này anh em nó bị ở trên cái dòng 125 150 thôi, còn cái dòng 110 không bị nha. Đây là cái cam 110 nè, hồi đó cho mình thay cũng rất là nhiều bà đạn cam tống ra vô bình thường nhưng mà không có bị. Nhưng trên cái dòng 125 này là bị. Thì mình nói ở đây nè, anh em thợ tiện thông cảm nha, có thể là một số anh thợ tiện tay nghề cao, anh em đóng không nó chuẩn, nhưng mà đại ở ngoài giờ mình nói 10 mình đi làm 10 chỗ đi hết 7 chỗ 8 chỗ đóng đã bị lệch sai. Và cái vấn đề ở chỗ là người ta sẽ không biết được nó lệch ở chỗ nào. Nó nên là khi mà đóng ra vô anh em biết gần cái đầu của xe tay ga, mà khi mà gớt cái cam ra nó rất là cực. Mình mà gáp vô rồi anh em thợ chỉnh đó, đúng thông số thì nó kêu, siết vô miếng á thì nó nặng đề nó dai nổ, nó chạy nặng xe lắm. Cho nên á ngày trước á là mình kiểm tra anh em, chẳng thà là anh em để nguyên luôn không thay bà đạn, anh em gáp vô á anh em gù à chỉnh cái một tháng một ăn luôn. Nhưng mà cái vấn đề đã chỗ là khi thay bà đạn anh em, thì nhiều anh em hỏi rằng tại sao không để bà đạn cũ đúng không, thì tại vì nó gơ quá, nó lắc nhiều quá anh em, sợ mình chạy thời gian khách nó bị bể bà đạn này cái là nó cực nữa, nó sẵn một lần gớt rồi thay luôn cho nó ngon. Nhưng mà chính vì lý do đó là bị hành. Thì lúc đó là mình biết là nó bị lệch anh em. Thì mình có nói với anh thợ tiện quen của mình á, thì người ta mở ra là người ta cũng làm một cái đồ để canh sau đó. Thì là trước mình cũng có làm dấu rồi. Ở đây có một cái cam là mình làm dấu anh em. Mình làm dấu nghĩa là mình làm dấu đây nè, mình làm dấu ở cái phần gạch đây với cái này. Đó, mình gọc lặn quay vậy nè. Thế là khi mà đi họ đóng em về xong á thì mình kiểm tra anh em, thì nó thì lúc nào nó cũng bị lệch á. Nó lệch, nó không ngay được, tại vì nó là đặt ở trên đây nè, ấn xuống cái thì nó xuống luôn rồi, thì nó hơi lệch, không lẽ là cảo qua lần nữa nó cực. Tại vì người ta nghĩ rằng nó giống như 110 anh em, giống như 110 nè, anh em đóng lệch chút xíu cũng không sao chứ. Nhưng mà cái dòng 125 150 này nè, thì mình nói ở đây thì có thể là nhiều anh em đã bị rồi nè, anh em sẽ biết. Thì mình tìm hiểu sau này là mình không có thay bạn cam nữa, nó nặng quá thì mình báo thay luôn cây cam anh em. Tại vì mình chưa có tìm ra được cách nào để thay bạn đạn cho nó chuẩn hết. Thì thời gian sau này thì mình thấy anh em thợ người ta xài, người ta có cái bộ canh thì nữa anh em, một canh thì nè. Cái này là mình mua của một bạn thợ, người ta đang bảo chuyên làm gì máy. Bạn có cây này, mình mua cái cây này với giá là một củ chín nha anh em, gần 2 củ. Thì cái này nó hay ở nhìn anh em, cái này thì có thể là dành cho anh em độ sao anh em có thể chỉnh chỉnh. Nhưng mà ở đây thì mình không có làm độ, mình không cần chỉnh, mình chỉ là mặc định chỉnh nha, mình canh cho nó ngay zin. Thì anh em mà nói xem có đúng nha, anh em thắc mắc á, là tại sao bạc đạn nó gơ mà mình không thay bạc đạn, mình gắp vô nổ nó vẫn im, nhưng mà thay bạc đạn vô xong á nó lệch có chút xíu à, thì tại sao nó lại kêu? Thì cái vấn đề này mình cũng chưa tìm được lý do, mình chỉ biết rằng nó lệch. Tại vì nhiều anh em thợ tiện nói là người ta chỉnh cho nó thì sớm thì trễ xíu nó đâu có vấn đề gì đâu, mà tại sao nó lại kêu? Thì chỉ có những anh em đã bị giật nhiều thì anh em mới thấy gọi là ám ảnh với cái khi mà cái việc mà thay bạn đạn cam. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem ha. Ví dụ bây giờ nè, ở đây cái đầu này nó sẽ có một đầu chuẩn như nè. Thì ở đây là mình có cái cam này là cái cam của cái xe mà mình thay trên xe xuống nè, nguyên zin nè, chưa có thay bạn đạn lần nào. Thì bây giờ ở đây anh em mình sẽ đưa vô như nè, anh em nhìn nha, mình sẽ đưa vô như nè. Đó anh em thấy không, nó rất là nhẹ nhàng luôn nè. Đó nghĩa là ở đây là nó vô 2 cái lỗ cam, còn cái này nó ở giữa là nó vô ngay cái cảnh này. Thì những cái cam này là chuẩn nè anh em nè. Còn bây giờ mình sẽ đưa tiếp nha, từng cây nha, mình đưa tiếp. Trong những cái số này có một số cây tháo xe chưa có thay bạc đạn, và một số cây đã thay rồi. Thì anh em nhìn nè, thấy không, ngay chỗ này nè nó không xuống được nè,
nó không xuống hết rồi ha, mình để đây. Rồi cái này anh em thấy không nè, xuống không được luôn anh em nè. Đây nè, nó tại vì ở đây anh thấy không, ở đây là nó sẽ có tới một chốt, là hai chốt, ba chốt, bốn chốt, nghe là nó phải thẳng hàng, thì cái rãnh của cái gam này nó phải lọt thẳng với thẳng tâm của cái lỗ ốc này thì chúng ta vô nó mới thuận được. Còn đây nè, thấy không, đè đúng không, không có vô đó. Mình cho anh em xem. Rồi ngang cái này nhẹ nè đó, anh em thấy chưa, nhẹ nè, thấy chưa đó. Cây cam này còn gắn còn tốt, này gắn vô là không bị kêu nè, còn những hai cái này là gắn vô là bị kêu nè đó. Còn cái này mình sẽ test tiếp ra anh em thấy anh đây nè. Cái cây này là mình có đi thay và đèn về rồi nè anh em nè, anh thấy không nè, đèn nó không có vô được anh em, tại vì nó không có thẳng hàng, không thẳng hàng thì đương nhiên là cái thì này là nó đã bị lệch rồi, thì gáp vô là có vấn đề á, nó hành thì có chuyện. Còn anh em nào có lý giải tại sao mà lệch thì anh em có kinh nghiệm cao tay hơn mình thì anh em chia sẻ, chứ là cái bản thân mình thì mình thấy cái này là mới mình gọi là mình ngán anh em, đây là không vậy, nhẹ nhàng nè anh em đó, nhẹ nè đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Thì một số anh em có thể nói rằng là có thể là cái cam nó bị lúng cái thân này, mà nó anh em tại sao có những cái xe 120.000 mình vẫn xài lại cam zin mà chạy nó không thay bạc đạn, gáp nó không kêu. Còn những xe mà mới có 30-40 ngàn mà mình thay bạc đạn cam vô cái là nó kêu, thì có thể lý do là từ cái việc cống thị này bị sai lệch nó. Tại vì theo kinh nghiệm thì một số người thì người ta ngắm cái này với cái rãnh này, còn một số anh em thợ thì người ta sẽ có làm một cái đồ. Thì theo như bản thân mình nghĩ anh em, nếu mình nghĩ là chế ra một cái đồ để mà khi mà mình đặt ở đây nè, mình đặt cho nó thẳng hàng vậy nè, rồi mình cảo ra đi, xong một lát mình đóng lại ngay cũ thì mình sẽ chế được một cái đồ như vậy. Ở đây thì tại vì mình không có thời gian mình chế, cho nên là mình đã mua một cái này để về mình đo lại, mình kiểm tra xem là những cái cam của mình vô nó có chuẩn hay chưa. Nếu cái cam này không chuẩn là mình bỏ ra, mình lấy cái cam chuẩn để mình đưa vô để mà nó không bị hành. Còn sắp tới mình sẽ làm một cái video, mình sẽ chế một cái đồ cảo cái này ra và vô lại cho nó ngay tâm, để mình sẽ chia sẻ với anh em thợ sau. Mình đảm bảo với anh em là mình sẽ làm được, do thời gian đây thì xe mình nó nhiều, mình không có thời gian mình đi mà mua sắt rồi hay là mình hàng mình chế, anh em mình sẽ làm được một cái điều mình nghĩ rằng anh thợ tiện, nhưng những anh em thợ tiện có kinh nghiệm cao, anh em thợ tiện đều làm được hết luôn, đóng cam rất là chuẩn luôn. Còn có một số anh em thợ tiện đóng không có chuẩn, nhưng mà anh em không biết được xài ở đâu, thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề đó thì mỗi nơi một khác thôi. Nhưng mà mình mong rằng anh em thợ máy khi mà gã ra những con xe cái dòng AB25-50 hay là Wario gì đó thì nên lưu ý ở cái bài đạn cam này. Nếu như thấy bài đạn cam hư nặng quá, anh em nên lưu ý thay bài đạn cam, mà thay không chuẩn là đóng thì không chuẩn, gắp vô nó sẽ hành, anh em còn giữ hơn nữa. Còn chẳng thà là anh em mua luôn cái cam mới gắp vô nó không có bị hành đó. Thì cái video mình chia sẻ thì mong là anh em làm máy anh em sẽ lưu ý được cái phần này. Còn anh em thợ tiện nào mà có thể là có một cái phương pháp mà để đóng cam vô nó chuẩn á, thì anh em có thể là chia sẻ với anh em thợ để công việc có được thuận lợi hơn, đỡ bị hành hơn. Rồi sắp tới thì mình sẽ làm cái đồ cảo ra và một cái đồ để mà cho anh em thợ có thể là tự canh được luôn cái nhông chì thầy này nha. Rồi ok, video clip hôm nay mình kết thúc đây nha anh em. Rồi tạm biệt em, hẹn gặp em trong video tiếp theo nha.